Thẩm Thúy Hằng là nghệ danh của một trong những gương mặt diễn viên điện ảnh nữ vang bóng một thời tại miền Nam. Có thể nói, chưa có một gương mặt diễn viên nữ nào tại Việt Nam được tổ đãi và danh tiếng như chị. Kể từ khi chính thức vào nghề năm 1958, Thẩm Thúy Hằng đã tạo được tiếng vang và trở thành một trong những gương mặt nữ hiếm hoi của nước ta, đứng vào hàng ngũ minh tinh của châu Á suốt các thập niên 60-70, là biểu tượng một thời của sắc đẹp. Sau năm 1954, đất nước bị chia cắt. Ở miền Bắc, xã hội chủ nghĩa đã hình thành nên một nền điện ảnh cách mạng tuyệt vời và rất phổ thông trong quảng đại quần chúng. Một nền điện ảnh trẻ tuổi với các đặc điểm có tính chiến đấu cao, sáng tạo, hiện thực xã hội và tính chất dân tộc rõ ràng. Chỉ trong một thời gian ngắn đã xây dựng được nhiều hình tượng con người Việt Nam, có tính đảng và tính nhân dân sâu sắc như đường lối văn nghệ của Đảng Cộng sản đã đề ra. Miền Nam, các hãng phim tư nhân đua nhau mọc lên và sản xuất đa phần các phim thương mại. Các hãng phim đáng kể như Tân Việt, Việt Thanh, Mỹ Vân, Văn Thế, Trường Sơn, Đông Phương, Liên Hiệp, Viễn Đông, An Pha, Hương Bình. Phong trào tư nhân thành lập hãng phim nở rộ nhất là ở giai đoạn cuối năm 1955 đến năm 1958. Nổi bật nhất trong phong trào làm phim thời này là các hãng phim như Việt Thanh Phim thành lập năm 1955, Văn Thế Phim thành lập năm 1956, Tân Việt Điện ảnh thành lập năm 1957 do ông Bùi Diễm làm giám đốc. Đây là giai đoạn nở rộ phong trào làm phim cải lương, phim thần thoại, phim truyền thuyết với nhiều bộ phim khơi gợi lòng tự hào của người Việt trong việc ủng hộ phim do người Việt làm ra. Một thế hệ diễn viên thi nhau đua tài, đa sắc như Lê Thị Nam, phim Đồng Ruộng Miền Nam năm 1958, Kim Cương, phim Lòng Nhân Đạo, Ngọc Bồ Đề, Trang Thiên Kim, phim Mục Liên Thanh Đề, Trương Chi, Kim Lan, phim Người Mẹ Hiền, Thu Trang, phim Lục Vân Tiên, Mai Trâm, phim Chúng Tôi Muốn Sống, Khánh Ngọc, phim Ràng Buộc, Ánh Sáng Miền Nam, Xuân Dung, phim Kim Trai Thời Loạn, Kim Hoàng, phim Tiền Thân Đức Phật Tổ, Thiên Kim, phim Huyền Trân Công Chúa, Túy Phượng, phim Thạch Sanh Lý Thông, Bích Sơn, Kiều Hạnh, Tuyết Anh, Bạch Xuyến, Huỳnh Thanh, Giáng Hương. Những bộ phim thi nhau ra đời được sản xuất đến mức chóng mặt. Do điều kiện trong nước yếu kém về mặt kỹ thuật nên đa số những phim trắng đen 35 ly thời kỳ này nếu muốn tạo được sự chuẩn mực về kỹ thuật đều phải thâu thanh tại nước ngoài.
năm 1957 là năm điện ảnh hoạt động mạnh mẽ nhất tại miền Nam giai đoạn này. Chỉ riêng một năm, các hãng phim tư nhân đã sản xuất hơn 37 phim, và trong đó có 15 phim trình chiếu tại miền Nam trong năm 1957. Thành công nhất về mặt doanh thu những năm 1954 đến 1957 của phim Việt Nam thuộc về phim Quan Âm Thiệt Kính. Hãng Việt Thanh là hãng sản xuất nhiều phim nhất. Cuối năm 1957, hãng Mỹ Vân tung ra bộ phim Người Đẹp Bình Dương trình chiếu vào dịp Noel và mừng năm mới 1958 với chiến lược quảng cáo rất sôi động. Ngay lập tức, bộ phim đã thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả và giới thiệu một gương mặt minh tinh điện ảnh miền Nam trong tương lai, nữ nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng. Tên thật của Thẩm Thúy Hằng là Nguyễn Kim Phụng. Hằng sinh năm 1941, nguyên quán tại Hải Phòng và lớn lên tại An Giang. Vào lứa tuổi 16, hồn nhiên mơ mộng, cũng như biết bao cô gái bước vào lứa tuổi trăng rằm, cô bé Nguyễn Thị Phụng cũng có những ước mơ, nhiều khát khao đam mê cháy bỏng. Cô mong muốn khám phá những mới mẻ trong cuộc sống và được đi đến nhiều nơi trên thế giới. Vào một ngày tình cờ gần như là định mệnh, Phụng vô tình nhận được từ tay cô bạn thân một trang báo có đăng quảng cáo cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh của hãng phim Mỹ Vân. Điều hấp dẫn với cô bé không phải là được trở thành một ngôi sao danh tiếng, mà là do trong thể lệ cuộc thi, người đoạt giải sẽ được sang Hồng Kông theo học lớp đào tạo diễn xuất. Mà Phụng thì rất ham thích được đi nước ngoài cho mở mang tầm mắt. Giấu cha, mẹ, cô bé Phụng đã cùng cô bạn thân ghi tên dự tuyển. Ngày bước vào phòng tuyển, Phụng len lén giấu chiếc áo dài của chị vào trong chiếc cặp học sinh, bước đến nơi thi tuyển. Giữa muôn ngàn đóa hoa hương sắc, với những gương mặt sáng ngời nổi bật của những Kim Vui, Mộng Tuyết, Thu Trang, Trang Thiên Kim, Kiều Chinh đã làm cho Phụng chùng bước, phân vân. Chính bà Mỹ Vân đã tinh ý khi phát hiện thấy Phụng. Bà đã đến động viên khuyến khích cô mạnh dạn bước vào phòng thi. Và việc gì đến cũng đến. Cô nữ sinh Nguyễn Thị Phụng đã vượt qua hơn 2.000 thí sinh, bước lên đài vinh quang bằng giải nhất của cuộc tuyển lựa. Trời sao lấp lánh từ dạo ấy, cô bé Nguyễn Kim Phụng từ từ bỏ đi chiếc áo dài trắng nữ sinh để bước vào thế giới của đèn huỳnh quang, thế giới của sự nổi tiếng với nghệ danh là Thẩm Thúy Hằng. Từ vai diễn đầu tiên, Tam Nương trong bộ phim Người Đẹp Bình Dương, đóng cặp với nam diễn viên Nguyễn Đình Dần trong vai hoàng tử. Nhân vật đã hòa nhập vào cuộc đời, sống bền lâu trong ký ức người xem, đưa Thẩm Thúy Hằng bước lên ngôi vị diễn viên khả ái nhất của màn ảnh Sài Gòn vào cuối thập niên 50, đầu thập niên 60. Vẻ đẹp mỹ miều, sang trọng của Thẩm Thúy Hằng đã từng được xem là vẻ đẹp đại diện cho điện ảnh Sài Gòn thập niên 60-70. Những hợp đồng đóng phim thi nhau mời gọi, nhan sắc và tài năng của Thẩm Thúy Hằng ngày càng đi lên đỉnh cao của nghệ thuật, nhanh chóng đưa tên tuổi của Hằng trở thành ngôi sao số 1. Và Hằng đã giữ được kỷ lục về số đầu phim tham gia trên dưới hơn 60 phim truyện nhựa. Những phim mà Hằng tham gia nổi tiếng thời đó là Trà Hoa Nữ, Ngưu Lang Chức Nữ, Sự Tích Trầu Cau, Bạch Viên Tôn Cát, Sài Gòn Vô Chiến Sự, Nửa Hồn Thương Đau, Đôi Mắt Huyền, đóng với La Thoại Tân, Kim Cương, Thanh Thanh Hoa, Oan Ơi Ông Địa, đóng chung với các nghệ sĩ cải lương, Gian Dở, đóng chung với Trần Quang, Tơ Tình, đóng chung với La Thoại Tân, Mai Ly, Thanh Thúy, Nàng, đóng cùng Trần Quang, Xuân Dung, Phương Hồng Ngọc, Bóng Người Đi, đóng chung với Thành Được, Úc Bạch Lan, Túy Hoa, La Thoại Tân, Ngậm Ngùi, 10 năm giông tố, Sóng Tình, Xin Đừng Bỏ Em. Thời rực rỡ và sung sức nhất của chị là khoảng thời gian 1965 đến năm 1972. Những bộ phim có Thẩm Thúy Hằng tham gia đều đoạt doanh thu cao. Năm 1969, Thẩm Thúy Hằng lập nhóm làm phim Thẩm Thúy Hằng, tiền thân của Vili Films sau này. Phim đầu tay Hằng chọn là phim Chiều Kỷ Niệm. Dài 1 giờ 45 phút chiếu,
Phim này thuộc thể loại tình cảm xã hội do Lê Mộng Hoàng đạo diễn. Các diễn viên tham gia diễn xuất cùng Hằng là Thanh Tú, Năm Châu, Kim Cúc, nghệ sĩ nhân dân Phùng Há, Huy Cường, Việt Hùng, Ngọc Nuôi. Bộ phim đen trắng, Chiều Kỷ Niệm đã tạo nên một kỷ lục gây nên sự ngạc nhiên trong giới nghệ thuật miền Nam thời đó bởi sự thành công ngoài mức tưởng tượng. Ngay ngày chiếu cho khán giả xem, đồng bào đã chen chúc tới hai rạp Rex và Văn Hoa để giành vé. Chỉ trong ngày đầu công chiếu, rạp Rex đã thu về được hơn 1 triệu tiền Việt Nam thời đó, còn Văn Hoa thu về hơn 700.000 đồng. Sau đó, suốt trong một tuần lễ phim chiếu, ngày nào cũng đông như vậy. Đến nỗi cuốn phim được chiếu tiếp sang tuần thứ nhì, điều này là một hiện tượng hiếm mà khán giả dành cho phim Việt Nam. Đã giúp cho Thẩm Thúy Hằng thừa thắng xông lên thực hiện tiếp Như Hạt Mưa Sa. Như Hạt Mưa Sa là bộ phim đen trắng chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Ngọc Linh do cố đạo diễn Bùi Sơn Duân dàn dựng năm 1971. Hợp diễn với Thẩm Thúy Hằng là Trần Quang, Bạch Tuyết, Đoàn Châu Mậu, Diễm Kiều. Người nữ nghệ sĩ khả ái này đảm nhận hai vai diễn là hai chị em sinh đôi với hai tính cách hoàn toàn trái ngược. Cô chị thì dịu dàng và nữ tính, còn cô em thì trẻ trung, hiện đại. Bộ phim này cũng có doanh thu rất cao. Riêng tiền lãi đã giúp cho nhà sản xuất đủ tiền làm tiếp phần 2 là Như Giọt Sương Khuya bằng phim màu. Nhưng ở bộ phim Như Giọt Sương Khuya, nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết vào vai chính bên cạnh nam nghệ sĩ Trần Quang. Sang Ấn Độ dự Đại hội Điện ảnh Á Châu tại Calcutta. Danh tiếng và địa vị của chị càng được nâng cao hơn nữa khi chị xuất hiện tại Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Indonesia để dự liên hoan phim hay trong những vai diễn hợp tác. Đi đến đâu chị cũng được hâm mộ, người ta tôn vinh chị, ái mộ chị. Hằng sánh vai cùng Craig Morris, Quentin
Địch Long, Khương Đại Vệ, Chị Em với những Lý Lệ Hoa, Lý Thanh, Chân Chân, Lâm Thanh Hà, Lăng Ba, Trịnh Phối Phối. Vinh quang không sao kể hết. Thật hiếm có nữ nghệ sĩ miền Nam nào có được cái may mắn và diễm phúc như chị. Thẩm Thúy Hằng còn được tôn vinh, xem như là một biểu tượng về sắc đẹp của phụ nữ miền Nam Việt Nam. Cố đạo diễn Hồng Sến, trong chuyến thắp tùng cánh đồng hoang sang dự liên hoan phim Hồng Kông, về có tâm sự với phóng viên báo điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh về sự quan tâm thăm hỏi Thẩm Thúy Hằng của ngôi sao điện ảnh Hồng Kông Lâm Thanh Hà và các bạn làm nghề điện ảnh xứ cảng. Thẩm Thúy Hằng kinh doanh nghệ thuật xốc vác và có nhiều tâm huyết. Cô từng hợp tác cùng nhiều nhà làm phim, thực hiện những phim đa quốc tịch như Sóng Tình, Sài Gòn Vô Chiến Sự, Vàng. Cuối năm 1974, Hằng với cương vị là giám đốc hãng Vili Films đã gặp gỡ và bàn kế hoạch để thực hiện bộ phim Hòn Vọng Phu dựa theo kịch bản của soạn giả Hoàng Khâm. Cát-xê của Thẩm Thúy Hằng thuộc giá cao nhất. Như năm 1974, chỉ cần xuất hiện một số phân đoạn trong một bộ phim hài chiếu Tết mà Hằng đã nhận được hơn 1 triệu đồng thời đó. Được như vậy là vì Thẩm Thúy Hằng là tên bảo chứng doanh thu khi bộ phim trình chiếu. Không dừng ở điện ảnh, Thẩm Thúy Hằng còn thử sức mình ở kịch nghệ, cải lương, tân nhạc. Thời những năm 1960, trong miền Nam xuất hiện nhiều ban kịch như Dân Nam, Tân Dân Nam, ban kịch Kim Cương, ban kịch Mộng Tuyền, ban kịch Thẩm Thúy Hằng. Hằng đảm nhận vai trò làm trưởng ban, viết kịch bản, dĩ nhiên là diễn viên chính. Trước năm 1975, ban kịch Thẩm Thúy Hằng được xếp vào một trong 10 ban kịch tiêu biểu của kịch nghệ miền Nam. Riêng chị nhiều lần được bầu chọn là một trong 12 diễn viên vững chắc của ngành kịch. Trên truyền hình, hàng tuần đều có vở mới có sự tham gia diễn xuất của Thẩm Thúy Hằng. Khán giả trước năm 1975 chắc không thể không nhớ đến những vai diễn chính mà Hằng tham gia trong các vở kịch như Người Mẹ Già, Suối Tình, Đôi Mắt Bằng Sứ, Ai Nói Yêu Em Đêm Nay và những vở kịch ngắn Lúc Không Giờ. Nếu như cải lương Sông Dài khẳng định một thanh nga tài hoa của nghệ thuật cải lương, thì Sông Dài của đoàn kịch Thẩm Thúy Hằng đã gây sự bùng nổ trong dư luận kịch trường và khán giả, sau này còn được quay thành phim. Kính chào các anh. Không dám chào à? Đêm hát thành công rực rỡ quá à. Ngoài sức tưởng tượng của tôi. Hả? Xin tặng các anh bó hoa này. Dạ cảm ơn bà. Đêm mai các anh sẽ hát tuồng... Thôi dẹp, không theo nghề này nữa, không khá được. Ồ, nếu vậy mời mấy anh theo tôi, sẽ có tiền và danh vọng hơn nhiều. Theo cô làm gì? Ở đóng phim. Hả? Đóng phim à? Sao tụi bay? Đóng không? Đóng. Vậy mời các anh ra xe. Mời các anh nhé. Nè chị ơi, họ ra xe kìa. Hả? Anh. Anh Tư. Anh Tư ơi. Anh Râu. Anh Râu. Anh Râu. Chắc các chú quên tôi rồi. Dạ. Hồi trên xe lửa tôi cho các chú tiền đó. Nhớ không? Dạ nhớ rồi. Cha cô giàu quá. Chắc cô là chủ chiếc xe lửa đó. Phải không? Không. Trên sao? Tôi là tài tử đóng phim. Các chú theo nghề hát, cô cũng khổ quá ha. Dạ. Dạ, khổ thì chịu được. Mà cái tình đời bạc bẽo kiểu bà bầu kia thì cho vàng. Tụi tôi cũng không ham nữa. Hát mệt mà không được các bạc ăn cháo. Các chú gì đóng phim cho tôi sung sướng hơn. Mỗi năm dư bạc triệu lận. Thưa cô,
chống phình là... Là đóng bàn ghế thủ giường, là làm thợ mộc, đồ ngu. Bậy. Chống phình là đóng hòm đó. Đóng hòm đằng trong bà già vợ mày hả? Chống phình là hát bóng đó cha. Vậy hả? Ở lĩnh vực cải lương, Thẩm Thúy Hằng đã có dịp biết đến khi tham gia những phim được sân khấu hóa như Đò Chiều, Đôi Mắt Huyền, Oan Ơi Ông Địa. Nhưng vai diễn trên sân khấu ấn tượng nhất khi Thẩm Thúy Hằng hát cải lương chính là vai Vũ Nữ Cẩm Lệ trong vở Bóng Chim Tâm Cá của đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Người nhiệt tình giúp đỡ Hằng trên sân khấu cải lương chính là soạn giả Lê Khanh. Sau vở này, kịch sĩ Anh Lân và Túy Hoa có mời Hằng tham gia vở hát giả sử Việt Chiêm của soạn giả Mộc Linh là Đồ Bàn Di Hận. Thẩm Thúy Hằng diễn vai Phàm Lan, cô gái chim, một vai diễn thành công trước nay của sầu nữ Úc Bạch Lan. Xuất hiện trong những chương trình đại nhạc hội, Thẩm Thúy Hằng còn hát tân nhạc khá mùi như nhạc phẩm Hai Chuyến Tàu Đêm của nhạc sĩ Trúc Phương. Mùa xuân tháng 4 năm 1975 dường như trở nên đẹp hơn và ý nghĩa hơn khi cách mạng toàn thắng. Cả dân tộc Việt Nam hân hoan chào mừng nước Việt Nam độc lập. Do những định kiến, sự suy nghĩ thiển cận, kể cả lo sợ, hòa trong dòng người tháo chạy theo đuôi Mỹ, cam tâm tình nguyện làm thân phận ly hương, có không ít những tên tuổi nghệ sĩ tài năng và vang bóng. Người ta thì thầm, to nhỏ. Người ta đồn thổi nào là Hằng đã ra đi, nào là Thẩm Thúy Hằng bị bắt. Thẩm Thúy Hằng là người của cách mạng, kể cả những tin đồn chị đã chết trong một chuyến vượt biển. Nhưng Thẩm Thúy Hằng vẫn còn đó, vẫn ở lại quê hương, cùng với những tên tuổi gạo cội khác của nền nghệ thuật miền Nam như Thanh Nga, Kim Cương, Mộng Tuyền, Bạch Tuyết. Chị tiếp tục đóng phim, diễn kịch, hoạt động trong nền sân khấu cách mạng, sân khấu xã hội chủ nghĩa. Những bộ phim như Thế Là Tội Ác, Ngọn Lửa Krông Dung, Hồ Sơ Một Đám Cưới, Đám Cưới Chạy Tan, Cho Cả Ngày Mai, Nơi Gặp Gỡ Của Tình Yêu. Với những nhân vật hóa thân là cô Diệp, Hơ Doan, Thím Ba Xoay cũng một phần nào minh chứng cho quyết tâm hòa nhập vào đời sống mới và diễn mới. Nhân vật của chị tuy có nhiều điểm không hài lòng bởi ngoại hình, nhưng tỏ ra con người và đời hơn. Và chị cũng vẫn là nữ diễn viên miền Nam được ái mộ nhất trong những năm đầu giải phóng. Bên lĩnh vực kịch nói, chị cùng với Nguyễn Chánh Tính tạo nên những đêm diễn tuyệt vời. Sân khấu Đoàn Bông Hồng sáng đèn hàng đêm với những vở diễn như Cho Tình Yêu Mai Sau, Đôi Bông Tai, Hoa Sim Gai Trắng, Biệt Thự Hoang Tàn. Vai diễn cuối cùng trước khi từ giã lĩnh vực nghệ thuật là vai Phùng Y trong vở diễn Lôi Vũ của đoàn kịch Kim Cương. Thời vang bóng của Thẩm Thúy Hằng đã đem về cho chị những giải thưởng điện ảnh quốc tế như hai lần đoạt giải diễn viên xuất sắc châu Á tại Liên hoan phim Đài Bắc, ảnh hậu Á Châu trong Liên hoan phim Á Châu tổ chức tại Hồng Kông và Đài Loan năm 1972 và năm 1974. Liên bang Xô Viết lại chào đón chị, ưu ái chị, ngưỡng mộ chị. Thẩm Thúy Hằng được bầu chọn là nữ diễn viên khả ái nhất, vượt qua các đối thủ là những diễn viên xinh đẹp đến từ Đông Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Mông Cổ vào năm 1982.
Nghề và nghiệp diễn đã để lại cho chị nhiều kỷ niệm khó quên. Có những kỷ niệm vui mà cũng có những kỷ niệm buồn. Có cả những kỷ niệm xém chết người vì yêu nghệ thuật. Vào năm 1970, khi quay bộ phim Xin đừng bỏ em của Thăng Long Điện ảnh do Lê Mộng Hoàng đạo diễn, Thẩm Thúy Hằng đã bị tai nạn liên quan đến phần đầu và mặt khi ngọn đèn xanh lai rớt xuống trúng ngay đầu, trong khi người đẹp Bình Dương đang say mê diễn xuất một cảnh tình cảm rất mùi. Tai nạn đã làm ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác của cô và xém làm cho người đẹp của chúng ta trở thành độc thủ mỹ nhân. Trên thị trường đĩa DVD có bày bán bộ phim Vàng của đạo diễn Cha Long, Park Divisit dàn dựng, phim do hãng Columbia Mỹ phát hành với sự diễn xuất của các ngôi sao đa quốc tịch như Gray Morris, Anoma Palalak, Krum Srivillai và có cả sự tham gia với tư cách minh tinh quốc tế Thẩm Thúy Hằng. Ngay trong phần giới thiệu bộ phim, tên của chị được nêu lên trân trọng, xem như là một sự xuất hiện thật đặc biệt. Đây là bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Thái Lan trước năm 1974. Ở bộ phim này, Hằng có rất nhiều kỷ niệm, như kỷ niệm khó quên nhất mà minh tinh nhà ta đã phải chịu là những trận mưa giả liên tục hơn 3 ngày 3 đêm. Người ái mộ Hằng thuộc đủ thành phần trong xã hội. Khi khán giả ái mộ xin chữ ký của Thẩm, cũng có nhiều chuyện ly kỳ lắm. Hằng ký ảnh đề tặng cho người hâm mộ phía sau ảnh, nhưng cũng có những trường hợp cô Thẩm ký luôn vào áo của người hâm mộ. Thẩm Thúy Hằng xuất hiện đi chợ, con nít người lớn hiếu kỳ theo rần rần như đám rước đèn vậy. Cô được ái mộ và được ví von về sắc đẹp trong cả dân gian. Nếu biết rằng em đã lấy chồng, anh về lấy vợ thế là xong. Vợ anh không đẹp bằng em lắm, mà chỉ tương đương Thẩm Thúy Hằng. Hoặc những câu như Thẩm Thúy Hằng mắt sâu vời vợi, Trần Ngọc Liên lòng chẳng lả lơi, Lâm Thanh Hà nghiêm nghị oai phong, Trương Mạn Ngọc ngây thơ sởi lợi, Chung Lệ Đề toàn thân bốc lửa, Lâm Tâm Như nhí nhảnh dễ ưa, Dương Cung Như dịu ngọt thấy thương, Phan Ninh Tử bén như lá dứa. Trong đời nghệ sĩ ưu tú Thẩm Thúy Hằng, cô rất kính trọng các bậc thầy như Nam Châu, Phùng Há, Kim Cúc là những tên tuổi đã đào tạo cô trở thành một ngôi sao sáng trong làng nghệ thuật nước nhà. Riêng đối với nhạc sĩ Thẩm Oánh, cô xem như là một người thầy, người cha tinh thần. Chính nghệ danh Thẩm Thúy Hằng là cô đã lấy họ Thẩm của ông dùng làm nghệ danh cho mình. Thời đó, nhạc sĩ Thẩm Oánh là hiệu trưởng trường ca vũ nhạc phổ thông mà Thẩm Thúy Hằng theo học bộ môn kịch, do ông Hoàng Trọng Miên làm giáo khảo tuyển sinh và giáo sư kịch nghệ. Hiện nay, chị không còn tham gia hoạt động nghệ thuật nữa. Một phần là do sức khỏe, một phần là do chị muốn khán giả luôn giữ cho mình những kỷ niệm đẹp về một Thẩm Thúy Hằng của quá khứ. Chị có một đam mê khi tuổi tác đã cao là nghiên cứu về thiền. Hằng ngày, chị dành nhiều thời gian cho việc ngồi thiền, ăn chay trường. Sau khi sang nhượng lại ngôi nhà thân thương trên đường Cách Mạng Tháng 8, nơi đã gắn bó với mình suốt một khoảng thời gian dài, chị cùng gia đình dọn nhà đi nơi khác. Chồng của chị,
giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh đã mất ngày 29 tháng 8 năm 2003 do mắc bệnh về tim mạch, thọ 82 tuổi. Thẩm Thúy Hằng vẫn sống giản dị trong ngôi nhà mới, yên tĩnh ở khu vực Bình Quế, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn vui vẻ khi được khơi gợi lại ký ức về cuộc đời nghệ thuật. Còn cuộc sống riêng chỉ càng lặng lẽ và âm thầm hơn. Thỉnh thoảng, khán giả chỉ thấy một số vở kịch được dàn dựng tại các sân khấu nhỏ với tên tác giả là Thẩm Thúy Hằng. Hằng thường xuyên tham gia công tác từ thiện để cố gắng trong khả năng của mình đem lại phần nào no ấm hạnh phúc cho người kém may mắn hơn mình trong xã hội. Về cuộc sống gia đình, Thẩm Thúy Hằng rất vui khi thấy các con đều thương yêu mình. Niềm đam mê nghệ thuật thì vẫn còn mãi trong Hằng. Lúc nào Hằng cũng suy nghĩ đến kịch, đến phim, đến những bạn bè, khán giả tri âm, tri kỷ. Thẩm Thúy Hằng tham gia viết kịch bản, chẳng hạn như kịch bản phim Chuyện tình của em, từng được nhà sản xuất phim Đào Thu thực hiện năm 1995. Trở lại với sân khấu không bằng những vai diễn, mà bằng hai kịch bản do chị sáng tác, Người hạnh phúc, Nụ cười và Nước mắt. Nghệ sĩ ưu tú Thẩm Thúy Hằng tâm sự: "Tôi muốn góp phần với các nghệ sĩ sân khấu mang đến công chúng yêu kịch những thông điệp chứa đựng giá trị nhân ái, để mọi người hiểu và nâng niu hơn hạnh phúc đang có của mình. Cuộc đời tôi đã có quá nhiều hạnh phúc, tất cả những tâm sự của tôi xin được gửi vào những sáng tác mới này." Chúng ta chia tay nữ nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng, lòng tưởng nhớ đến một thời vang bóng, và nhìn lại quá trình nghệ thuật của chị, lòng thêm ngậm ngùi, có một chút gì vương vấn, xót xa cho nhan sắc Việt hiện nay. Khó tìm một diễn viên đẹp, càng khó tìm hơn nữa một diễn viên tài sắc vẹn toàn. Rất hy vọng một ngày nào đó sẽ xuất hiện một Thẩm Thúy Hằng của điện ảnh Việt một thời. Sự với ông khi nào không biết điều kìa. Vì ở sàn gỗ, ở sân khấu, tôi là nghệ sĩ, tôi là người của khán giả. Tôi hòa mình và mang vui cho tất cả mọi người. Nhưng về nhà, tôi cũng có đời sống đặc biệt của riêng tôi, của một người đàn bà, có trách nhiệm, có bổn phận như bao nhiêu người đàn bà khác vậy. Cô Vân, cô nên nhớ rằng cô là người làm công cho gia đình tôi mà. Cô dạy con tôi học đó mà. À, ông là Ái Sơn đấy à? Rồi có sao? Nếu vậy thì ông càng nên về sớm. Giờ đây xa quá, lên xuống thường bất tiện. Chắc nhà cô giáo ở Sài Gòn. Dạ, tôi ở trường Nhà Trắng. Dạ thưa bà, cô giáo tới. Bà Ái Sơn tử tế phúc hậu lắm. Dạ. Lại đây con, bây giờ
khoanh tay lại cúi đầu chào cô giáo đi con. Dạ, dạ cô giáo mai hả? Dạ. À đi con. À. Chào cô đi. Cho dễ thương quá. Cô bạn đến thăm cô Giả Lan. Mời vô giùm đi dì Năm. Miễn lệ. May quá, mình định đến thăm Hương đó. Vậy hả? Thôi, để mai gặp lại. Bây giờ Lan đang... Ờ, có ai xa lạ đâu. Anh Thiên mình thường nói với Hương đó. Thì Hương bạn em. Chờ anh. Chết cha, giọng cổ rồi. Thiên ở lại đây nói chuyện với Hương nghe. Em trở lại ngay. Dạ thôi, Gia Lan mắc hát. Em cũng về vậy. Cô ở chơi, có ai xa lạ đâu. Chắc anh cũng chịu khó thức khuya lắm hả? Không, chỉ thỉnh thoảng bị người khác pha giày thôi. Chắc cô với Gia Lan thân nhau lắm. Ừ, tụi em quen nhau trong trường hợp lạ lắm. Tụi này làm bắt chung một tiệm, rồi cái quen nhau à? Ở đời có nhiều trường hợp gặp nhau rồi quen nhau kỳ lạ lắm. Nhưng rồi cũng có người quen, rồi giả bộ như chưa hề quen biết nhau mới là lạ. Đúng. Khi họ cần mình á, họ đến tìm gặp. Còn khi mà hết cần á, gặp mình họ lầm lơ. Ừ, hạng đó thật là... Ừ. Nói chi đến loại ấy. Bữa trước mới dặn con sao? Không được lại nhà chú Mẫn nữa. Cô cãi lời má hoài vậy? Sao vậy? Sao vậy? Thôi đừng đánh nó nữa. Gặp nhau. Tôi không gặp ai cả. Về đi, về hết đi. Mỹ Linh, vì anh quá nhu nhược nên gần 10 năm anh luôn bị dây dứt. Anh vẫn mong em tha thứ lỗi cho anh. Mỹ Linh, đừng nói gì nữa hết. Chị gần 10 năm nay, không lẽ chị không nhớ những kỷ niệm cũ hay sao? Mỹ Linh, anh... Hương ba. Tóm tôi như nha, đừng ngại tưởng em cuồng chạy, họ bắt em tội lắm bà. Đừng ngon sao mày. Có đúng không? Dạ. Không tôi nhé, cái này vô mắt mày đuối luôn. To gan quá, phải cho người đem mày một trận. Phải rồi. Cho mày bỏ cái nghe một tối rồi mới được. À, cái này mình chỉ bày mày. Chứ đâu tóc giả có lại ai đâu. Hạnh, Hạnh, tôi bắn anh. Trời ơi!